trộm ấy nhé. Đi ra mà để cho đứa Olympia này. Nhiều tập Sao Lương Tâm đang được phát sóng trên kênh của VTV3. Cô gái người máy tóc xanh luôn là người giành được chiến thắng, bởi vì không chỉ bởi lòng dũng cảm, bởi tốc độ và lòng quả cảm của mình, mà điều quan trọng hơn luôn được trong cô là lòng dũng cảm dám đương đầu và vượt qua mọi khó khăn thử thách. Đó cũng chính là tinh thần mà các bạn học sinh giỏi, các vận động viên nam nữ của chúng ta luôn tâm niệm. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp họ trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Và xin chào đón bốn người sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay. Đó là các bạn Nguyễn Phương Thảo đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bình Khiêm. Bạn đạo học sinh Đặng Ngọc Chiêu Thư. Nhiều thế. Chưa chín rồi. Em xin kính chào tất cả các quý vị đại biểu, quý thầy cô. Xin chào tất cả các bạn cổ động viên. Tất cả chương trình. Nó có sân lắm. Tất cả ok. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Ngọc Chiêu Thư. Con chị Chín đâu, để chị cho Chín nhé. Trường Trung học phổ thông Cần Đức, Long An. Em rất vui được tham dự chương trình hôm nay. Con chị nha. Ở kìa con bình hết, em vừa tắm xong. Long An Trung Dũng Kiên Cường, toàn dân đánh giặc. Và cũng có lẽ đây là lần đầu tiên các bạn nghe đến tên. Xem rồi nhưng mà đổ hết. Đây là lần đầu tiên em đến với Hà Nội. Hà Nội đẹp mà khác hẳn với thành phố Hồ Chí Minh. Mùa đông của Hà Nội cũng lạnh cho nên em mặc rất nhiều áo rồi mà vẫn còn cảm thấy run, mà không biết là run vì cuộc thi hay là run vì trời lạnh nữa. Run lắm, em run lắm hả? Em run lắm hả? Phương Trinh này, có Phương Trinh này, có Phương Trinh này. Phương Trinh này được bắt đầu với những câu hỏi quan trọng, các bạn sẽ phải trả lời. Hôm nay là bạn Lương Phương Thảo. Xin mời em hãy chọn một con số. Con chị nên chọn số 7. Con này thế là bằng chung kết được. Số 7 ngày hôm nay là lĩnh vực địa lý. Dạ. Con sông nào ở nước ta có tên dân gian? Ok. Hai tỉnh nào trong ba tỉnh sau? Bởi vì một hình lập phương có thể tích 64 cm², cạnh của nó có chiều dài bao nhiêu? Thế con là 4. Đúng, 4 cm. Đứng yên nhá, Phương Trinh đứng yên nhá. Nào Phương Trinh đứng yên nào. Đứng yên nào. À... Đâm hẳn. Đâm tròn. Ít tan ra lấy đi. Dì Thuận ơi. Thôi. Thôi. Thần mưa, thần gió, thần mặt trời. Xong rồi chè.